chị đưa à? À đúng rồi đúng rồi, để đó chị, để lên cái nó cho chị, để đứng lên. Nói bị ngược khẩu ở gần 10 triệu. Mày nói quá luôn á. Nó sợ quá, nó sẵn rớt luôn. Bình thường hắn rớt nó đi em nói. Không, nhiều khi vẫn nghĩ là chỉ đến 10 nhưng mà nói lộn đúng không? Thì cái chẳng nhiều tiền thì mà dùng à, ý là em đặt chứ, em đặt là nó chứ tiêu khuẩn á. Đặt rồi chị, mình bé em kêu là bé em đặt tấn đi bên Hungary rồi. Hắn nhờ người khác á, nhờ bé em mua dùm á. Mà hôm qua anh báo em là để kiểm tra kho coi còn đâu. Mẹ thấy chưa thấy là lời anh nhé. Cái bình kia thì chẳng gì thấy không có tác dụng rồi đó. Cái nắng hay là chấm vô là khô. Với lại lỡ mình dùng mấy cái mặt như mình đồ hà đó kìa. Để đưa pin thang em. Đây anh đi chưa? Nhớ kêu anh Hoàng nhá, kênh pin là bị la nhá. Anh Hoàng. Em Hoàng cũng được. Ai cũng quen hết á liền đi. Ủa, xuất hiện rồi. Xe đạp có cầy. Chị chi? Anh vẫn xe đạp hàng xóm anh đi á. Làm chi mà qua đây thôi. Đi xe đạp. Họ mới đi qua Nhật mới đạp xe bạm luôn. Mấy đứa nó lùn là thẳng ráng con dài nữa thề. Mụn mấy này cũng hơi bị xì đỏ. Lau mặt đi, xí nữa chị lấy mụn cho. Chứ mà khai trường ở đây. Ừ, hay là bà sau lấy ta. Mà thôi chị. Em nhảy nói kêu đi khai trường, mai khai trường liền đẹp mày kêu khách chứ bi. Kêu bị khẩu trang quá. Mai chỗ mua để xe ra, ví dụ nhân viên không là không có chỗ rồi đó. Hình như túi này bà bác sĩ bay ra nè. Không, quân mình thì dễ rồi, để xin để qua nhà mấy cái nhà lần sau đi hoặc là mình để chỗ khác đi là được. Mắc xe à? Mình xin rồi mà, mình xin chỗ để là mình để ở trong mấy cái chỗ mà đó. Mình gửi nhà mà đó. Ừ. Chứ đi vào đường sợ lắm chị. Ừ. Nói như mấy đứa xin dừ đồ ăn trên xe còn trộm nữa. Cho chị cái bông nước muối. Ngưỡng buồn ngủ rồi sợ luôn. Chụp hình chụp đồ chị được nhiều. Không, chị cũng chụp ít rồi. Mệt. Đi với mệt. Đi với mê là dự này dự kia. Chị cái này ghê hơn dữ vậy mà. Chị có chi chén mắt em vậy đúng không? Chỗ này chạy ra một xíu em mày. Tại vì chỗ này chị nặng chén bị không thấy được á, xíu nữa.
Em gặp bà Tệ Vi, Tệ Đô nữa đó, bà nhỏ hồi xưa. Học mình á, lúc kia học cho vui á. Con không, con mà 99. Mà dám mà đẹp gì? À, đẹp với lại là cái miệng dễ sợ. Thật ra mấy ai mà không về đây, vô đây xí chứ mấy chuyện rước ta đi qua bên nữa vậy. Vô đây xí chứ mấy người. Hey. Chắc là còn cả đoàn người. Vô đây làm tiện hơn, đồ thoải mái hơn. Hey. Mà chờ không nó cũng không được. Chiều ngày hôm qua họ dựng cái mắt rốt lên rồi để cho dựng ngay cho ổn rồi, dựng nóng cửa được không ta, chắc được. Ngày mai là ra sản phẩm mới luôn đó. Cái gì mẹ cũng ra cái phật gì đó, ra cái gì á chị cũng trên YouTube á thấy thông báo rồi. Mình thấy luôn á, anh ấy à.
hết rồi còn. Ừ. Nãy nay nó vô một lần 5 người hả? Có vô vô hơi và chồng kỳ lồn mấy sang đó rất là lồn nữa, còn vô qua này con nhưng mà làm 2 người. Rồi trước có vô 1 người sang vô thêm 1 người nữa, mới vô người đó tại vì lon à. Đã có hơi mày con có bỏ dẫn mấy nhỏ cũng đầy luôn. Hết giường rồi chứ. Chuẩn bị gỡ mạc mà. À, gỡ mạc là có người lên chờ đó hả? Bụng bé lì. Chị nhìn thấy kinh ta. Bữa nó bữa đây bữa nghỉ mà. Mẹ dễ thương hả? Mặt dễ thương, mặt vừa đẹp. Nhìn máy nhìn thoáng qua chứ chưa thấy kỹ luôn. Mở rồi xiết nó bị cô trơn là liền mà. Tao lao cho ngắm tí. Không mở cái tao luôn. Kỹ quá vậy. Bị cô biết chưa không biết mà. Để do đó. Dễ khóc cô mà. Sợ em không được không. Những giống tiểu thư.
ghế đợi xíu. Ba tên lên bì nha. Để dép bàn tên bì. Một trang đó hết người à. Có ai rảnh không? Nhờ rảnh quá. Yên nha má. Ok. Còn với mới nữa mà. Yên ở ngoài bỏ máng tủ. Chị ơi rảnh xuống nhà làm khách nè, Trang đã hết giường rồi đúng không? Đây đây có giường cho Lan đây một giường. Ờ rồi. Anh ơi lên lầu đi anh. Lên lầu mở cửa vô phòng luôn á. Em thấy truy cập mà. Mà thấy thoải mái là yên luôn. Đừng có quay hết cái mặt em á. Không em quay mụn thôi. Không muốn thấy mặt ra. Em sợ gì? Sợ với nhiều người họ ngờ hết kia. Thấy cầm điện thoại là nhiều người không thích. Nhiều người thì lại thích. Qua để dèo đây ngồi coi lại đó. Bữa bà kia bắt đầu em hết hồn á. Xách cái điện thoại quay con bỏ cái. Ủa quay vậy em? Kêu dạ em quay cục muộn thôi chứ em không quay cái mẹ đâu. Ai chỉ biết rồi, ý là để chị hỏi quay hả, để chị về chị coi lại mà. Lùm hết hồn.
Ngày màu cũng được.